Hi, mình xin chào tất cả bà con và mọi người đã đến với kênh Thành Đại Vlog của mình nha. Kênh của mình thì quay về bên bò bà con. Đó. Thì rất là lâu rồi mình không có làm về những cái con bò của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay những con bò của mình cho bà con và mọi người cùng xem trong những tháng mà mình dỗ béo nó. Đó. Thì luôn chắc này là cứ chiều quá bà con. Thì 4 giờ rồi. Bắt đầu tới cái giờ ngâm cám đó bà con. Mình sẽ lấy thau mình ngâm cám sẵn rồi bắt đầu mình cho nó uống cho bà con nha mọi người cùng xem chơi nha. Đây là bà con, những cái thau, 4 cái thau cho 4 con bự. Còn cái xô nhỏ này, xô nhỏ này thì dành cho cái con ba bê nhỏ. Rồi bắt đầu xúc cám nha bà con. Tại vì kênh mình cũng chia sẻ cũng rất là nhiều về những cái gì mình hiểu biết và mình học hỏi những người anh đi trước đó bà con, mình cũng chia sẻ hết rồi đó. Thì cũng ít khi mình ra những cái video chia sẻ cho bà con và mọi người cùng theo dõi nhiều, nên lâu lâu mình làm những video cho bò ăn gì đó rồi quay lên cho bà con và mọi người xem chơi thôi đó. Bà con thấy hay thì thấy vui thì có thể ở lại xem hết video của mình, còn không thì có thể lướt qua nha bà con đó. Cỏ của mình được rồi, mình mới trồng lại nữa bà con. Cỏ mình dừng vậy nè mà bị gà vô suốt, gà nó khoái cỏ này lắm bà con, nó vô nó mổ tụi lũi hết trơn luôn. Trồng cỏ mà nó bị nó mổ tụi cái đầu nó chết bà con, thấy nản luôn, chán lắm bà con, thiệt luôn, đúng chán. Trồng đã lên được lên mầm hết trơn rồi, nhảy vô nó ăn đó, bà con nghĩ tới không, nhiều khi muốn dẹp cái chỗ đó làm cái chuồng, cái sân chơi cho cái con bò ngé bà con đó, là mình có nuôi bò cái sinh sản á đó. Đó bà con thấy không, bò ngé trắng ở trong á đó. Đó là bò ngé cái kem của mình đó, đó. Mình tính mở rộng ra mình làm cái sân chơi cho nó đó, đó cho nó chạy nhảy rồi nó khỏe hơn bò bà con, chứ nó trong chuồng không à, nó không chịu đi ra ngoài. Rồi bắt đầu đổ nước vô. Mình ngâm xong rồi mình sẽ quay những cái con bò của mình nha. Thì mình sẽ quay cái hút mà mình cho nó uống nước đó bà con. Rồi xong rồi mình sẽ tắm rửa sạch sẽ cho con bò. Xong rồi mình sẽ quay một bò cỏ, xong rồi mình sẽ quay cho bà con người xem tiếp nha. Chứ giờ chuồng dơ quá, quay nó không được đẹp đó bà con đó. Rồi xong bên phần ngâm rồi nha bà con đó. Ê dạ, quên nữa, còn em nữa. Vậy là xong. Một hồi mình chỉ cần lấy cái xô đỏ này, lại đặt cái nồi cháo đó, múc cháo vô, rồi bỏ miếng muối, đổ nước vô. Canh con bò nào nó uống bao nhiêu đó thì bà con cứ canh, đổ hết thức ăn với cháo vô một cái xô rồi muối đó. Rồi bắt đầu mình sẽ chế nước vô, mình canh cho nó đều độ đầy đủ rồi vừa đủ nó uống đó. Thì bà con cứ xúc vô đổ cho nó uống thôi đó. Bò mình rất là dễ nha bà con. Lúc trước thì mình cho nó ăn khô queo à, rồi mình mới đổ nước cho uống. Nhưng mà vì lúc trước là mình có ba con à, bây giờ nó
nhiều hơn thì nó mất thời gian quá bà con. Đó, nên mình đổi sang là mình trộn này hết rồi mình đổ cho nó uống luôn, ăn luôn. Đó. Rồi thì để mình ngừng đây một khúc để mình tới cái khúc mà mình cho cám nó nở với mình đổ cho nó uống á bà con, rồi mình sẽ quay tiếp cho bà con và mọi người xem nha. Rồi rồi thì đầu tiên mình sẽ cho con kem mày bì uống rồi tới con kem kế nha bà con. Đó, mình cũng pha nước rồi sẵn với cháo rồi sẵn hết trơn rồi, giờ mình chỉ cần đổ vô cho uống đi nha bà con. Không hợp vô đủ rồi nó đâu mình quậy lên mình bóp cháo cho nó đều nha bà con. Kem này thì nó uống hơi vừa nó là nó nghĩ à. Mình không có pha nhiều. Có con này nè, nó uống rất là nhiều nha bà con. Đúng cái bụng bù đài đó bà con. Bụng nó giữ lấy cái bụng đó. Cũng là thấy uống cái ké nè. Cái nhỏ nè, nó uống ké mấy này những cái này nó bị chán luôn rồi. Quá trời nó bự luôn. Uống ăn cháo nè. Chơi cháu bị vậy gì đó là đâu nè. Cũng chậm quá.
bữa nó uống cũng muốn nhanh lắm, nó mượn đây nó uống hơi chậm. Con này bữa mình tiêm thêm lại chích ngừa khử trùng đó bà con, cũng như nó không có bị mà cũng như là vừa hẳn, cũng lợm chích cái được cái đứt cái dây dằn luôn không, con này lực nó mạnh thiệt luôn, cái dịch cá một đứt luôn, đứt lìa luôn. Rồi đi cái bữa đó mình sẽ thay lại, tại vì nó còn lớn nữa bà con, cái là nó sẽ sẵn dây dằn. Rồi bây giờ là mình hết tăng đưa rồi, nó đứt ngang cái cọng dây dằn đó bà con, bây giờ cũng không tăng đưa được luôn. Dạ, anh muốn thẳng rồi. Con cứ mỗi con mình quậy vô thôn vậy bà con, trong người mình cứ đổ con nào cũng xong cái mình quậy tiếp vậy. Sau này mình sửa chuồng nữa bà con, mình cũng có thấy trên cái một cái trang group của ông anh bên chăn nuôi bò thịt đó bà con, thì thấy cái chuồng anh mình cũng rất là thích, nó rất là tiện luôn bà con. Chỉ cần bà con đưa vào một cái thao hay là gì ước lượng, cứ bây giờ bằng một cái thao bự lên bò này chú này đó, là bà con cứ vậy đủ vậy đó, đẹp thao cho bà con đổ như một cái máng có cái học để dành cho uống rồi đó, là mình cứ vậy xong mình đổ luôn rồi, không có cần đứng canh vậy đâu. Rồi mà cứ một con một máng, rồi ở giữa hai con này là cái máng cỏ, nó hai bên kia là cái máng không ôi cho ăn uống nước đó bà con. Mình thấy cái đó là rất là tiện luôn, khỏe nữa. Cứ tới giờ cái mình cho uống với một lượt một, mình pha sẵn rồi mình đổ vô cái máng đó, rồi nuôi được con này rất là nhàn luôn, cứ chiều tới cử đổ vô rồi xong, rồi ăn uống xong cái rửa máng cái đầu xay cỏ đổ vô, có thấy tiện không? Cái đó là thấy ông anh ổng làm đúng không con, nếu mình có hỏi rồi ông anh ấy thì mốt có làm thì cứ điện thoại anh chỉ cho anh kích thước rồi làm. Chứ đổ như mình thì cái chung thì mình làm cái nào để cho nó nhàn hơn thôi rồi đó. Xong cái này mình sẽ đi múc cháo và bỏ muối vô, mình đợi con này nó uống hết, nhưng mà con này nó hết đổ, mày đưa hắt một chút mình cho uống xong hết cái mình sẽ tặng con video lại, bắt đầu mình sẽ tắm rửa rồi bỏ cỏ xong rồi mình sẽ quay cho bà con và mọi người xem tiếp nha. Bắt đầu mình trốn xong hang này, bắt đầu mình qua tới hai con bên này nha bà con. Đó.
bên cái quậy tan muối nha bà con. Mình con không quậy là mình con nó khó uống đó. Nó sẽ không đủ mặn, nó không uống, không vô miệng đó bà con. Bê này tối mà con cứ thấy nó lỏa nha, thấy nó đòn vô mà con đúng rất là nhanh luôn. Thì lâu lâu kênh mình cũng sẽ đăng một cái video như vậy đó bà con, cho bà con và mọi người xem chơi, đam mê gì nuôi bò nuôi béo. Thì hôm nay mình cũng xin nói với bà con luôn là mình bà con nào có cần bán bò bà con, thì bà con chưa bán được á thì có thể liên hệ cho mình, bắt qua mình sẽ đăng bán bò giúp bà con đó. Thì có video để đăng lên trên kênh mình đó bà con, để còn giữ những cái lượt tương tác á, thì sẽ giúp bà con được bán được nhanh hơn, được nhiều người biết đến hơn. Bà con nào có cần bán bò thì có thể liên hệ fanpage của mình nha, hoặc là Facebook của mình đó, mình có để dưới phần mô tả nha bà con. Cảm ơn bà con và mọi người đã thấy xem hết cái video của mình. Sau khi mình cho ăn rồi, tắm rửa dội chuồng rồi nó sạch sẽ rồi bà con. Con này tại nó mập lên một tí nữa mình sẽ dồn về cái bên cái mấy con kia luôn, tại nó còn hơi ốm mà con. Cỏ ăn thoải mái nha mà con. Hai quả cái này là như là nó cỡ chút một là nó liếm không còn một cọng nữa, sạch bon cái máng. Ăn cái này nó ăn dữ lắm. Rồi kem mua 26 triệu nè bà con, đến nay cũng mấy tháng rồi chưa nở gì hết trơn, dai thì chưa nở, đít thì cũng mới nở nè. Tháng bà bê mình nè, bà bê đen nè bà con. Tròn lụi luôn nè, ăn uống no nê tròn lụi luôn. Ây dạ. Đó. Này là mình quay con bò mình cách 1,5 m nha bà con. Cái mình quá trời quậy này. Bữa mình tặng cho nó cộng dây chuyền luôn á bà con. Tặng cho nó cộng dây chuyền cho nó đừng có quậy nữa. Cái từ từ nó bự một chút nữa mình sẽ khớp cái mỏ lại nha bà con. Thì khớp mỏ bữa mình cũng có chia sẻ cái cách thắt dây á bà con. Cách thắt dây để khớp mỏ bò mình có chia sẻ một cái clip trên mình up lên YouTube á.
Nè, siêu xám mình nè. Con này là nó nở hết rồi, chỗ nào cũng nở, mà cái mông thì nó chưa đạt hơn thôi, chứ dài rồi là nó nở xong hết rồi. Nay cụm nó mày cho mày ăn đã thì hút tao hả? Kem đó, đây là xong buổi chiều rồi đó bà con, đổ mồ hôi lập đập luôn, nguyên chuồng bò mình nè bà con. Lên ăn đây, quay cho nó đẹp cái đây. Đó, toàn lưng bò không, ở cuối cái con bò ở bay đen nữa bà con, nó có thêm cái lưng con heo nữa nha. Mà tại mình không có quay con heo rồi. Đó, xong buổi chiều nó nê, cỏ thì ăn thoải mái. Cỏ mình không sai, mình cực cái là phải hốt thôi mà. Nó tha, nó ăn tha chuồng vậy lắm, tới dội nó bị nghẹt, mình phải hốt. Bà con nhìn cái cần nè, con này nè, nó đang nở rồi bà con. Đợt này mình nuôi mấy con này nó tới luôn, cho bà con nhà mọi người cùng xem. Thử coi được khoảng bao nhiêu tạ thịt nha. Rồi, bà con nào yêu quý mến mình, đam mê nuôi bò vỗ béo thì hãy ủng hộ mình với cách đăng ký nha bà con, và những chuồng để theo dõi những video về bò của mình nha. Rồi, cảm ơn bà con và mọi người đã xem video.